mai mình sẽ làm cho các bạn coi một món thật đặc biệt nha. Ủa, con nào con lấy ú quay không? Hôm nay mình sẽ làm món gắn mối nấu cà ri cho các bạn cùng thưởng thức nha. Mình sẽ chặt con gắn mối ra làm đôi để cho nó dễ ăn. Giờ mình sẽ ướp gắn mối luôn. Dầu nó sôi mình sẽ cho hột cà ri vô. Đó mình sẽ vớt hột cà ri ra. Mình sẽ cho phai câu vô luôn. Như vậy thì mình chiên á thì củ khoai nó sẽ vàng á, nhìn nó ngon hơn. Khoai nó đã vàng rồi, giờ mình sẽ nhấc khoai xuống. Để trước. Sau đó mình sẽ cho tỏi với hành vô phi chung luôn. Tỏi hành xả nó đã thơm rồi á, giờ mình sẽ cho gắn mối vô. Thịt gắn mối nó đã săn lại rồi, giờ mình sẽ nhắc xuống. Giờ nước cốt dừa nó đã sôi rồi, giờ mình sẽ cho khoai vô. Có lần nó thiếu đường á, giờ mình sẽ cho đường thốt nốt nha. Mời các bạn cùng dùng chung với mình nha. Món này thì mình sẽ ăn kèm với bánh mì với bún. Thịt gắn mối mềm lắm các bạn. Thịt ngọt. Thank you.